Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Chắc hẳn anh em đã xem video đánh giá về Acer Predator Triton 500SE với một cấu hình cực kỳ mạnh mẽ là CPU Intel Core i9 12900H và RTX 3080 Ti để có thể có một cái trải nghiệm game thật tốt. Thì ngoài cấu hình mạnh mẽ ra thì sẽ cần một phần mềm tối ưu để có thể sử dụng phù hợp. Thì với những mẫu CPU thế hệ thứ 12 của Intel mới nhất thì chắc chắn Win sử dụng sẽ phải là Win 11 để có thể tối ưu được những cặp nhân. Và Acer có trang bị thêm một cái phần mềm có tên gọi là Predator Sen và cách sử dụng cực kỳ trực quan và dễ dùng, kể cả những em nào vừa mới sử dụng thì cũng có thể sử dụng được. Và khi anh em bật cái phần mềm này lên và sử dụng thì anh em có thể có custom riêng dành cho từng nhu cầu một. Thì cái custom quan trọng nhất ở đây đó chính là điều chỉnh chế độ quạt. Với Triton 500 thì tổng cộng Acer đã trang bị là 3 quạt và anh em có thể điều chỉnh tốc độ của từng quạt một theo nhu cầu. Anh em nếu muốn mát CPU thì điều chỉnh quạt cho CPU, còn muốn mát cho GPU thì có thể điều chỉnh mát cho GPU. Đây là một tính năng cực kỳ độc đáo mà chỉ xuất hiện trên những cái dòng laptop cao cấp mà thôi. Nhưng để đơn giản hơn thì anh em có thể truy cập vào những cái thiết lập riêng mà Triton 500 hỗ trợ thì sẽ có tổng cộng là 4 chế độ: Quiet, Default, Extreme và Turbo. Thì với từng chế độ thì điểm khác biệt lớn nhất đó chính là xung nhịp hoạt động của GPU sẽ thay đổi. Thì từ Quiet lên Extreme, cái mức thay đổi sẽ là cao nhất và cái mức điện áp cho CPU cũng sẽ được thay đổi. Tuy nhiên thì cũng sẽ không thay đổi nhiều bằng GPU bởi vì khi chơi game, cái tiêu thụ chủ yếu liên quan đến GPU. Điểm đặc biệt trên những cái chế độ đó chính là anh em hoàn toàn có thể thay đổi trực tiếp trong quá trình sử dụng, kể cả anh em đang chơi game mà cảm thấy mức FPS không phù hợp thì có thể vào và thay đổi luôn mà không cần phải reset máy. Đây là một trong những tính năng được Acer làm rất tốt và mỗi chế độ thì sẽ cho cái khả năng trải nghiệm và cái nhiệt độ khác nhau và cái hệ thống 3 fan đây cũng sẽ điều chỉnh theo chế độ mà anh em lựa chọn. Và mình sẽ lấy ra tổng cộng là 3 chế độ tiêu biểu mà anh em thường xuyên sử dụng nhất, đó chính là chế độ Quiet, Extreme và Turbo. Khi kích hoạt các chế độ khi mà chơi game thì anh em có thể thấy ngay được những cái mức độ chênh lệch FPS rất là rõ ràng. Cao nhất sẽ luôn là chế độ Turbo so với chế độ Quiet. Thì với chế độ Turbo thì cái mức FPS cao hơn từ 20 cho đến 30% tùy từng tựa game. Và bằng cái phần mềm benchmark anh em có thể thấy được ở đây thì cái mức độ chênh lệch là rõ nhất có thể và công bằng nhất khi mà tất cả những cảnh game thì đều giống nhau. Điểm khác biệt giữa hai chế độ là Extreme và Turbo chủ yếu khác nhau liên quan đến nhiệt độ. Khi mà sử dụng chế độ Turbo thì quạt gió sẽ luôn hoạt động tối đa. Thế nhưng đây cũng là một trong những chế độ ổn nhất và nếu như anh em nào mà chơi game thì mình khuyên anh em nên sử dụng thêm một tai nghe để có thể đảm bảo được cái trải nghiệm sử dụng là tốt nhất. Còn nếu như anh em nào mà đơn giản hơn nữa, không cần phải nghĩ nhiều thì cứ nhắm mắt bấm luôn cái nút Turbo mà chơi game, bấm cái phím này khi chơi game là khác biệt ngay. Và theo đánh giá cá nhân của mình thì như thế này: nếu như anh em sử dụng mà phục vụ cho nhu cầu chơi game ở trong những cái môi trường hàng ngày như kiểu giờ nghỉ trưa trên công ty mà anh em muốn chơi game thì nên sử dụng chế độ Quiet để cho mọi người xung quanh có thể nghỉ ngơi được. Còn khi mà anh em chơi game ở nhà thì hãy bật chế độ Turbo lên bởi vì mức FPS chênh lệch là rất cao. Vậy thì anh em đánh giá sao về những cái chế độ mà Acer đã tích hợp ở trên laptop Acer Predator Triton 500SE? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.